Đây, chào cả nhà nhá. Quay nhá. Nhà em đang ướp thịt trâu khô này. Ướp thịt trâu nhá, để làm trâu khô cho nó. Hả? Không quay được. Ra ngoài. Nhà em đang ướp thịt trâu ạ. Để làm trâu khô cho héo này. Đây thịt trâu đỏ này. Ôi đang ướp gia vị thơm lừng luôn. Nhìn nó muốn ăn luôn rồi, ngon quá. Đây trâu tự làm nhá. Trâu phải gác bếp đấy ạ. Trâu gác bếp đấy ạ. Ngon quá. Thơm lừng luôn rồi. Ăn trọn miếng thịt à ngon, ơi là ngon, không có gân nhá. Không gân ngược gì. Trâu thì trâu to khỏe. Béo thì em mới lấy về làm nhá. Không làm trâu héo, trâu còi, trâu gầy đâu. Nhìn miếng thịt trâu thì biết rồi. Đó, nó au luôn.